Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay tiếp tục cái series về game Dragonland. Hôm nay mình sẽ giác một cái chú mới. Đây, nhìn rất là đáng yêu và dễ thương luôn các bạn. Xem nào. Wow, chạy nhanh vậy. Oh my god, cái con đó nó chạy nhanh quá các bạn ơi. Ok, mình gọi là phải chạy hơn nó mình mới thắng được các bạn ơi. Ok, mình nên là phải chạy hơn nó. Nó chạy nhanh quá. Ok, nó chạy rất là nhanh luôn các bạn ơi. Ui. Ok, gọi là rất là bối rối luôn. Na na na. Và các bạn xem video đừng quên bấm đăng ký và mở thông báo kênh HNT Channel để có thể nhận được những video mới nhất mỗi ngày nha. Yeah, cuối cùng thì mình cũng đã vượt qua cái con đó và lượm về được một viên đá quý. Cái con này nó chạy quá là nhanh luôn các bạn ơi. Không phải dạng vừa đâu. Ok, và các bạn đừng quên cho mình một like để ủng hộ tinh thần nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục cái cuộc hành trình của chúng ta là đi tìm đá quý đây. Na na na. Vậy là mới chạy đua một cái trận rất là hoành tráng luôn. Hoành tráng lại luôn. Mày hả bưởi. Ok. Wow 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 wow. Quá nhiều đồng tiền luôn. Ok, cái gì đây, cái gì đây. Ù cha, lụm miếng máu cái nào. Ây da, trời ơi. Công nhận cái đó nó gọi là nó dập. Nhưng là chân dôi nó dập gì. Dôi mà chân dôi khổng lồ các bạn. Ok, di chuyển nhanh nào. Wow, quá tuyệt vời. Ha ha. Ô, con quái vật. Mày hả bưởi. Đè cho nó banh xác luôn. Ok, từ từ. Lụm tiền, lụm tiền, lụm tiền. Ô, trên đó nó có cái gì đó các bạn. Lên nào. Ok, nó có cái gì ở đây thế nhỉ. Wow, một cái nòng súng. Có thể nó sẽ đưa mình đi đến cái nơi nào đó có đá quý hay là kim cương gì đó. Ok, bắt đầu cuộc hành trình của chúng ta thôi nào. Ồ, quay 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 quay. Gai góc gì từ lưa hụt dưa vậy nè. Ồ, ở dưới đây nó có bậc thang dùng để đi xuống á, đi lên các bạn. Chắc đi xuống á. Đây, đá quý thì ra có một viên đá quý ở đây. Ok, lượm được một bé đá quý rồi. Ủa, ở dưới đây là đè hả? Ok, dưới là sình đè, ở dưới là nước các bạn. Rơi xuống đó là sẽ bị chết. Mình không để ý cho nên nó là đã bị lọt xuống một lần. Tưởng đâu là dưới đó là cái gì có thể ở được chứ ai dè đâu là. Ok, chúng ta trở về rồi. Đây là cái gì đây? Na na na. Ở trên là gai các bạn. Ơi, cái gì vậy? Nó chọt. Ây da, trời ơi. Gai nó ép lại kiểu này sao mà sống sót nổi chứ hả. Ok, mình sẽ bò lên đây. Ô, trên đây có hai cái hộp. Hộp quà. Ô, một hộp hả. Lụm tiền. Ok, xong. Tiếp tục cuộc hành trình nào. Ô, những viên đạn bằng những viên đá. Ở như những viên đá làm thành những viên đạn các bạn. Rơi tự do. Ok. Ái à, da, thợ biết lắm mà. Mém bị lọt. Mém bị cái cây gai nó đông. Ok, và cuối cùng chúng ta đã lụm được rồi. Về tới đích rồi mọi người ơi. Ha ha. Hôm nay chúng ta lụm được một viên đá quý. Oh my god, tới con quái vật rồi sao? Con quái vật này nó đòi mình á là bạn phải có 16 viên đá, bây giờ mình mới có 10 viên ạ. Bây giờ chúng ta phải đi về kiếm thêm 6 viên nữa. 6 viên đá nữa các bạn. Đây. Dùng chìa khóa để mở. Ok, mình có 5 chiếc chìa khóa. Ok, cửa này chúng ta sẽ cố gắng lụm 3 viên ở đây nha các bạn. Bắt đầu cuộc hành trình nào. Action, HNT sẽ đi tìm đá quý để mở cửa cứu bạn Hiền. Go go go, let's go. Wow 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 wow. Ui, nguy hiểm nguy hiểm. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Chúng ta di chuyển rất là bá đạo luôn. Cuối cùng thì đã được vượt qua rồi. Bây giờ mình sẽ đi kiếm mới được. Đi kiếm cái chỗ nào nó giấu đá đâu. Năm cái gì, ba viên chứ, chỗ này là có 3 viên đá luôn đó các bạn. Mình sẽ xử hết mấy con này là mần hết luôn để coi coi có được cái viên đá nào ở đây không. Đó, dùng cái tuyệt chiêu lửa này xài cho nó lẹ đi. Ok,
Ha, có nghĩa là chúng ta tiêu diệt mấy con này là nó sẽ ra thêm đá nữa. Giờ mình đã hiểu rồi, ok, mình sẽ không để sót bất kỳ con nào nữa. HNT sẽ xử sạch sẽ luôn. Mì hả bưởi? Đá quý nào? Trời ơi. Sao nó ghi là tới 5 viên lận mà mới có một ổ 3 viên lận mới có một viên thôi còn 2 viên nữa. Tiếp tục nào. Ok baby. Wow. Đây, rơi tự do các bạn ơi, rơi tự do. Và bây giờ là tới gặp một con quái vật nữa, mới thấy một con quái vật nó trốn đâu rồi. Mình mới thấy nó đây mà. Nó trốn đi đâu rồi các bạn ơi? Wow, có một viên cái gì đây? Cái gì đây chứ hả? Ơi ơi ơi, nguy hiểm. Ồ, đây rồi, trên đó chắc là có một viên đá. Lên. Ok. Lên. Quá tuyệt vời. Vào săn đá thôi. Wow. Lượm sạch sẽ nào, nhanh lên. Thầy ơi, bớt giỡn. Bớt giỡn nào. Còn một viên nữa. Oh my god, đâu rồi? Ây da. Hồi sinh lại liền, hồi sinh lại. Cái gì vậy? Oh my god. Sai quá, sai các bạn ơi. Là chúng ta đã bị mất cơ hội để tìm lại một viên đá rồi, rất là uổng luôn. Ok thôi, đi tiếp cuộc hành trình thế nào. Đây rồi. Cái này là cái gì? Một viên đá nữa. Ok, trời, đường này có 3 viên mà chúng ta tìm được 2 viên rồi. Còn cái viên kia coi như là miss rồi. Không sao. Cái con này nó dám xử mình chứ hả? Xem tuyệt chiêu của ta đây. Mày hả bởi chiêu lửa của ta là mày không có thể nào chống nổi đâu. Oh my god. Không nghĩ là đó nó có cái vật luôn á. Ok. Không sao. Ê ê ê. Mình tập bơi các bạn ơi. HNT đang tập bơi luôn. Từ từ. Nóng vội quá không được. Chúng ta không nên nóng vội. Wow, tiêu diệt hết luôn. Đây là gì nào? Một đồng tiền thôi à? Phải có cái gì đó nó hấp dẫn hơn chứ hả? Ok. Ây da, bớt giỡn. Cái gì vậy chứ hả? Mình nhớ là mình nhảy trúng rồi mà. Mà không ngờ là oh my god, nguyên một cái cối xay gió bị chà bá lửa luôn. Chúng ta cần vũ khí đi. Đây. Sử dụng chiêu. Mày hả bưởi, một mình là cân hết luôn. Ok, một mình HNT là cân sạch sẽ. Cái gì vậy? Hôm nay sao vậy nhỉ? Ok, đây là cái vực các bạn phải cẩn thận mới được. Mình nhảy sớm là coi như là mình bị banh xác. Ê, trời ơi. Mấy cái cây này nó quơ trúng là mình cũng té đè luôn. Rất là hại luôn. Ồ, mình mới thấy có một cái hộp hoài gì đâu ở đây mà ta nó mất tiêu rồi. Ok. Ê da, lại nữa hả? Ờ, cái hộp hoài nằm đằng kia rồi các bạn. Ok. Cái gì? Hên quá, hên quá. Đây rồi, hộp quà có cái gì trong đây? Một viên kim cương nữa. Quá. Ồ, quá tuyệt vời. Cuối cùng thì mình cũng đã lết được tới nhà. Hôm nay cửa này chúng ta lượm được 3 viên, bị mít một viên. He. Rất là thú vị luôn đúng không nào? Bây giờ thì các bạn hãy cùng mình đi tìm thêm. Đây có một hộp quà nữa, chìa khóa nữa. Mở ra cái gì đây? Action. Đi nhận quà hả các bạn? Ok, chúng ta sẽ đi nhận quà. Ồ, chỉ là tiền và kim cương thôi, chả có gì. Mình đang tìm đá quý màu xanh mà nó không cho. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình nào. Nay mình sẽ cố gắng truy tìm mới được. Oh my god, đây. Đây rồi, cái ổ này còn có chìa khóa để mở nè. Action. Ồ, cửa này chỉ có một viên đá quý thôi, chúng ta cần 4 viên nữa. Chúng ta phải tìm được 4 viên nữa các bạn. Ok, cửa này mình sẽ cố gắng đi tốc độ. Na na na, hãy xem HNT di chuyển một cách bá đạo đây. Ok. Ủa, cái này là nó cho xe vòng vòng vậy chứ hả? Nguy hiểm. Ok. Gọi là mình phải gọi là giữ gìn sinh mạng mới được. Ấy da.
Mình nghĩ là mình phải xài chiêu với mấy con này mới được, nó ăn hiếp mình rồi. Thì chiêu lửa đó rồi. Lấy lửa hơn nướng mấy con này mới được. Mày hả bự dám ăn hiếp HNT Channel à? Các bạn không biết mình là ai à? Ok, ơi lót nè, hên quá. Trời ơi, ở đây là mình cứ tưởng đâu là ở đây rớt xuống là chết chứ ai ngờ đâu là rớt xuống không sao các bạn ơi. Nguy hiểm. Ok. Rất tuyệt vời luôn. Chúng ta đang di chuyển như một thiên thần luôn. Mì hả bưởi. Để xem tuyệt chiêu lửa của mình đây. Mình phun rồi là banh xác hết luôn á. Ok baby. Dường như là bên kia mới có đá quý hay sao đấy các bạn. Phải có một cái gì đó để đưa mình qua mé bên kia mới được. Lên luôn. Ok. Cái gì vậy nè? Ơi, ở dưới đó có cái gì kìa. Đây rồi, đá quý. Rồi làm sao lấy đây? Mình nghĩ là khu này sẽ có đá quý đây các bạn. Mọi người hãy cùng mình đi tìm đá quý nào. Ok, chìa khóa. Rồi lấy được cái chìa khóa rồi. Rồi sao nữa, lượm được cái chìa khóa rồi sao nữa, chỉ vậy thôi à. Ok. Rồi viên đá quý đâu? Dễ mang thiệt chứ. Là chúng ta đang đi tìm đá quý mà. Ta phải tìm mà. Oh my god. Thôi bỏ qua đi, cái này dù sao cũng có một viên thôi mà. Chúng ta sẽ đi tìm một cái cửa khác thôi. Về đích rồi. Na na na. Ok. Xem thu hoạch của chúng ta nào. Chỉ được một chiếc chìa khóa thôi. Cái viên đá mình không biết nó nằm ở đâu. Dùng chìa khóa để mở xem có ra cái gì không. Tên tèn. Chúng ta được 3 hộp quà, bỏ qua luôn đi. Ok. Đá quý ở đâu có nhiều nào. Ở đây có nhiều không nhỉ? Đây có 2 viên, mình tìm hết 1 viên rồi. Đây có 3 viên, mà chạy đua với con này chạy đuối luôn. Chạy đua với con này là chạy đuối luôn đó các bạn. Ok, và các bạn xem video đừng quên bấm đăng ký và mở thông báo kênh HNT Channel để có thể nhận được những video mới nhất mỗi ngày nha. Và mọi người đừng quên like và chia sẻ video ủng hộ giúp mình với. Còn ai muốn mình chơi cái game gì hay là muốn mình làm cái gì thì đừng quên comment bên dưới video luôn. Mình sẽ tìm hiểu và làm cho mọi người xem. Ok, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.